Lê Dương Bảo Lâm bị tai nạn rách đầu, nguy cơ hoại tử vì vợ không cho đi khâu. Chương trình Sao Hỏa Sao Kim vừa lên sóng tập mới với sự tham gia của cái khách mời nổi tiếng là ca sĩ Trường Quỳnh Anh, diễn viên Ngân Khánh, hoàng rapper, người mẫu Thuận Nguyễn. Tuần này, hai đội tiếp tục bàn luận những câu chuyện xoay quanh cuộc sống vợ chồng. Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ kể câu chuyện của mình và bà xã. Anh chàng cho biết dù Quỳnh Quỳnh rất kèo kiệt nhưng bản thân chưa bao giờ xấu hổ với mọi người vì chuyện đó. Đáng chú ý Lê Dương Bảo Lâm còn kể lại lần mình gặp tai nạn ở trường quay bị rách đầu. Anh đã nhờ vợ đưa đi viện khâu nhưng cô không đồng ý. Đến sau này bác sĩ biết chuyện đã trách móc cả hai, thậm chí thông báo nếu để lâu anh sẽ bị hoại tử cả đầu. Tôi nhớ mấy số quay hình trước tôi gặp tai nạn rách đầu, tôi về nhà bảo vợ chở ra viện khâu. Vợ tôi không đồng ý, nói không cho tôi khâu vì sợ tốn tiền. Vợ tôi nói thẳng, dép em đất em còn không dám khâu, huống gì cái đầu anh. Tuy vậy tôi vẫn hạnh phúc vì đỡ tốn một khoản tiền, đầu lại lành tự nhiên, khỏi phiền tới bác sĩ. Nhưng bây giờ tôi đã bị nhiễm trùng rồi, bác sĩ còn phải gọi điện bảo tôi đi quay xong phải ra viện khâu luôn, chứ để lâu sẽ bị hoại tử cả đâu. Vì thế tôi nhận ra mình không hề hạnh phúc chút nào, tôi vừa mới chửi vợ vì chuyện đó xong, Lê Dương Bảo Lâm cho biết. Nghe câu chuyện của đối phương Harry Won tỏ ra không hài lòng, cô cho rằng Lê Dương Bảo Lâm đang đổ thừa cho vợ. Ba xã Trấn Thành gây gắt, đây là cách đổ thừa rất hèn hạ, tôi không chấp nhận cách đổ thừa hèn hạ này của Lê Dương Bảo Lâm. Ngân Khánh cũng không tin vào câu chuyện của Lê Dương Bảo Lâm, cô khẳng định không có người vợ nào cư xử như vậy. Khán giả cũng cho rằng nam diễn viên đang bị chuyện vì vết thương trước đây của anh vốn dị rất nhỏ, không đến mức nghiêm trọng như câu chuyện đã kể.